nói cho con hỏi là cái sản phẩm của con là sau khi mà thiết kế lên đấy thì có nhiều người đến hỏi thăm không bác? Cũng tương đối. Vâng. Thế thì bác có thấy hài lòng về cái sản phẩm thiết kế của bọn con sau khi lên không gian thực tế này không bác? Bây giờ thì vâng. Nói chung là gọi là phải nói là đẹp. Đẹp ạ. Vâng. Gia đình cũng hưng. Vâng. Thế là ở đây thì một số thì là mình cũng là mới. Vâng. Tức là ở đây thì chưa có cái mẫu nào như này đúng không bác? Vâng. Hơi lạ lắm. Vâng.
Vâng, xin chào tất cả mọi người, tôi Lương Chuyên ở đây ạ. Thì để trước khi mà mọi người xem cái không gian thực tế của công trình nhà anh Duy Anh sau khi đã hoàn thiện xong, thì tôi sẽ xin review lại một chút cái không gian của bản vẽ này để bạn có thể nắm được cái tổng thể, và từ đó các bạn so sánh với thực tế thì nó sẽ dễ hơn. Thì bây giờ đang là lúc gần 12 giờ đêm, thì hôm nay có trận bóng đá với Việt Nam, thì rất là tiếc là Việt Nam lại thua Nhật Bản 1-0, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà dù rất là muộn rồi thì tôi cũng vừa về lúc khoảng hơn 10 giờ thôi, cũng tranh thủ là tắm rửa xong rồi ăn uống và ngồi đây để review lại cho mọi người. Thì cái flycam vừa rồi mà bạn video vừa rồi các bạn xem đấy ạ, lúc tôi quay lại nhà anh Duy Anh vào lúc chiều nay, và tối nay thì tôi lập tức về để làm luôn cho mọi người, review lại cái không gian của cái bản vẽ để mọi người có thể nắm bắt được. Tại vì tôi rất là muốn mọi người có thể tham khảo, học hỏi được một cái điều gì đó từ cái gì ạ, cái quan điểm của Kisato, cũng như là từ tâm niệm của tôi là làm đẹp từ tâm đó. Nên không quan trọng là giờ giấc như nào, tôi sẽ làm ngay lập tức cái video này review để các bạn có thể nắm được chi tiết công trình của nhà anh Duy Anh. Đây mặt bằng tổng thể này đấy, các bạn nhìn thấy thực tế sau bay flycam lên thì công trình của anh y như thế này luôn đó, được chưa? Đấy, thì công trình của anh ấy chiều ngang, theo chiều ngang này là 11 mét. Đấy, còn cái chiều sâu này là 10m92, được chưa? Đấy, các bạn nắm được tổng thể. Đấy, thì đây là cái mô hình 3D này. Mô hình 3D này. Đấy, nó rất là nhiều view 3D. Thì nữa tôi sẽ bật cái 3D có ảnh màu lên cho bạn xem, nhìn nó chi tiết, nó cụ thể hơn. Rồi tôi bỏ qua mấy cái 3D này đi, tôi xuống hẳn xuống dưới. Đây, của phòng đây, cho bạn nhìn nó thấy kỹ hơn. Đây, thì sảnh 5 bậc lên đây là sảnh này. Và đây khu phòng khách này, đây, khu phòng ngủ đôi này, phòng ngủ cho ông này, phòng ngủ cho bà này. Đấy, và một cái vệ sinh ở dưới gầm cầu thang khép kín cho bà này, và một cái vệ sinh chung bo xung quanh cầu thang này. Đấy, cái vệ sinh này chúng tôi chia làm đôi. Đấy, và một vệ sinh cho khu vực phòng ngủ của bà khép kín là một vệ sinh chung. Đây là khu vực phòng thờ này. Đây các bạn hãy nhìn mô hình 3D đây. Đấy, đây khu vực phòng thờ, phòng khách, phòng ngủ đôi cho các cháu này. Đấy, tại vì phòng không gian này rất rộng rãi, các cháu để chạy nhảy lô đùa ở đây. Đấy. Và đây là phòng ngủ cho ông, đây là phòng ngủ cho bà. Ở cái vệ sinh này thì vì sau và đây các bạn nhìn này, cái vệ sinh này, đây là một cái vệ sinh chung. Đó, còn đây là một cái vệ sinh ở dưới gầm cầu thang. Đấy, cái khu vực cầu thang rất hay được giấu kín. Đấy, và ở đây tận dụng được hai cái nhà vệ sinh, một phòng vệ sinh khép kín cho bà và một cái phòng vệ sinh chung. Đó. Còn khu vực cầu thang thì chúng tôi đây làm cho bác ấy, cho anh Duy Anh thì một phòng ngủ của vợ chồng anh ở đây. Đó, và một cái vệ sinh chung. Vì sau bác có cải tạo đi vừa rồi cái chỗ mái tôn các bạn nhìn đấy, thì cái phần đằng sau này bác mái tôn thì bác nâng cao tường lên để bác cải tạo làm một cái phòng ngủ ở đây. Đó, thì nó cải tạo đi một chút so với bản vẽ chúng tôi. Đấy, cầu thang đi lên trên đây là phòng ngủ của anh chị đây. Đấy, và tí các bạn sẽ xem video là sẽ có một cái tủ âm tường ở đây luôn. Đấy, và bác cải tạo thì bác mở thêm một cái cửa đây để tận dụng luôn cái phòng ngủ ở đằng sau này. Đó, và cái chỗ này thì bác lập tôn, còn đâu tất cả bộ phận khác thì lập ngoái hết và lên một cái vệ sinh chung. Đó, review nhanh lại cho mọi người xem. Và đây là cái ảnh, đây cái ảnh hiện trạng nó sẽ cho bạn. Thì hôm nay chúng tôi có về khảo sát, thì đây là anh Duy Anh, thì anh đang bên Nhật Bản. Đấy, thì hôm nay chúng tôi về khảo sát và nói chuyện với anh Duy Anh qua cái công nghệ là Zalo. Đó, anh bật bố anh ấy thì bật TV lên, bật toàn để chúng tôi nói chuyện trao đổi. Đó, và chúng tôi cũng phục vụ rất là nhiều khách hàng ở bên nước ngoài. Chứ không phải mỗi Duy Anh là rất rất nhiều khách hàng và tin tưởng chúng tôi. Anh Duy Anh thì anh chưa về công trình của anh bao giờ, nhưng mà anh tâm sự chúng tôi là anh rất là thích cái công trình của anh sau khi mà chúng tôi thiết kế lên. Đó, thì đây là cái hiện trạng này, đây là những cái nhà cũ của anh. Đấy, thì anh bác chỉ giữ lại một cái khu vực bếp đấy để vì sau là tận dụng mở cửa làm sang là cái bếp ăn, còn đâu cái nhà cũ của bác sẽ được đập bỏ đi. Đây, cái nhà cũ này sẽ được đập bỏ. Đấy, tôi sẽ cho quay từ bên ngoài cho bạn xem. Đấy, sân vườn cũ hiện trạng ngày xưa, tôi tua nhanh để cho bạn nhìn so sánh. Đấy, vì sau thực tế sau khi lên nó sẽ như thế nào. Hiện trạng này ngày xưa cái sân này rất chật, thì bác trồng rất là nhiều cây và có cái công trình nhà cũ nữa. Đây công trình nhà cũ này, đó là cái nhà cũ này. Đấy, cái nhà cũ này sẽ được bỏ, còn khu vực bếp này sẽ được giữ lại này. Đó, được chưa? Rồi sau khi mà chúng tôi lên 3D thực tế thì nó như thế này. Đấy, thì anh Duy Anh và toàn bộ gia đình anh thì bám sát rất sát cái mẫu thiết kế của công ty chúng tôi. Đó, và anh rất là tôn trọng về thiết kế. Đó, thì anh làm đúng như cái bộ hồ sơ thiết kế của chúng tôi. Và bác cũng như anh thì như các bạn xem video đấy là rất hài lòng và bác rất là thích, tại vì công trình của bác rất là độc và lạ ở khu vực đó. Đó, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem
cái không gian thực tế bên trong của công trình này như thế nào các bạn nhé. Bạn, tôi Lương Thiên đây ạ. Tôi quay lại thăm nhà anh Duy Anh. Ở đây là bác Toàn, là bố của anh Duy Anh, chào bác. Thì công trình của bác thì đang đến giai đoạn cuối rồi, đang làm sơn và hoàn thiện lốt cái phần nội thất ở phía bên trong. Đi vào bên trong đi, cho tôi bước. Đấy, thì anh Hóa để quay qua mọi người xem. Đi từ bên hông đi. Đi từ bên hông thì cái màu sơn nó đẹp hơn. Đi từ bên ngoài. Đây là cổng nhà bác cũng ốp đá hết rồi. Đi phần mà chúng tôi phối màu cho bác đây, tàu xe nó cũng yên như này, có mỗi mai ngoái là bác đổi thành màu xanh, thay nhập. Đấy. Thay đổi là theo phong thủy nữa ha. Thôi thì cũng tốt theo. Đây, anh Hóa anh xem này, sau này nhá là khu vực chân cột kia là bác ôm hết tả này, ôm hết tả nhá, cái đấu chân cột đấy. Đấy là đặc biệt cái đấu này, thì bác đã phải đặt riêng. Cái quả riêng của đấu cột là 20 triệu, 20 triệu một cái. Cả bốn cái, 5 triệu một cái đấy, 5 triệu một cái. Và các bạn nhìn thấy là đúng thiết kế rất là đẹp. Đó. 90%. Đá này là đá kim sa, bác đá kim sa. Cái này bao tiền một mét? 1 triệu. Toàn bộ khu vực bậc ngũ cấp thì bác ốp hết đá luôn, xung quanh. Khá là tốn kém đấy các bạn. Đấy, xung quanh này luôn. Thì đã thiết kế là mình phải theo thôi nó. Cái này bác dùng 1.3 đúng không? Cái này hình như là bây giờ là bao nhiêu tiền mét vuông? 2.3 triệu mét vuông. Rồi, chúng ta đi vào bên tham quan nội thất bên trong của bác đi. Thì bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta chưa vào đã thấy một cái cảm giác là rất là ấm cúng bên trong rồi. Đấy, thì bác thắp đèn một cái ánh vàng, cái đèn màu vàng bác nhỉ? Tối non luôn. Vâng. Bác đổ đồ cho con màu trắng đấy. Thì bác vật con cho màu vàng. Đấy. Thì ở đây rồi. Đấy, thì ở đây thì bác không dùng bóng tít mà bác sử dụng trần tề cao kết hợp với các cái đèn bao lai. Đấy, rất là tuyệt vời. Đây sau bác cũng vẫn sử dụng ấy đèn pin. Hoặc chân là đèn pin luôn. Luôn là kết hợp luôn hai này. Nhìn thấy bất côn và xung quanh thì bác cũng như cái lẹp này cây u luôn. Dạ. Dạ. Đây là toàn bộ là bác tường là bác có bả hết nhé các bạn nhé, bả sau bốn hơn. Dạ. Thì đây là khu vực cái bàn ghế này, bác sau đó chính là ghế gỗ hay là sofa? Sofa. Đây là sẽ là tivi ở khu vực này. Sau đổi sang đây nhá. Cái này sau bác sẽ làm trang trí chỗ này thôi. Đây là bác úp lồi ra để làm cái cao này, trang trí này. Và đây bác sẽ thêm hoa quả đèn đây. Và rồi chúng ta sẽ vào khu vực phòng bên này. Chúng ta vào cái phòng ngủ đây, phòng ngủ của anh chị luôn, phòng ngủ của các cháu. Dạ. Các cháu nhỏ. Ngày xưa chúng tôi thiết kế đây là phòng ngủ đôi đấy. Phòng ngủ đôi. Dạ. Đây là các cháu chạy đây. Rất rộng rãi. Nhưng mà mình vẫn kê hai giường cho các cháu. Cho hai cháu luôn.
pha ấy, màu là xanh đen, màu đen, nâu đen. Và màu của các cháu thì bác sơn màu xanh nhẹ nhàng này. Sau đây cũng chưa có trần luôn. Và có điều hòa. Anh má đi quay lên, bác đang mua hết dẹp rồi này. Đấy. Xem. Ở đây thì không dùng thanh cao mà sử dụng là bóng tích. Nếu mà lên được cao thì học với anh đó. À cái đấy chưa bật à? Bật chỗ nào bật? Bật lên. Đấy các bạn, đây các cháu đi chạy nhảy thoải mái luôn mà. Học tập không ra bất ngờ từ bờ. Rồi, chúng ta cùng đi tiếp. À đây, mình ngủ đây. Đây là cửa phòng học cũng là nhà dung hết tất cả. Đây là lắp tủ. Đây nó đi vào lắp lên. Không nhanh nhỉ. Vâng. Các bạn tập trước này. Đấy, có đèn. Đấy. Đấy, phòng ngủ của bác thì nó cũng rất là rộng rãi. Và bác cũng sử dụng tông màu xanh nhẹ nhàng này. Đây là cửa sổ 4 cánh. 2 cánh được 4 lít và 2 cánh được đẩy ra. Sân vườn sẽ chặn này luôn. Rất tuyệt vời. Đây của bác lắp đèn ngủ luôn đây. Đúng. Đây ngoài chứ nó phải tủ bác mua hết rồi đây. Đây như anh thì anh công tác ở bên Nhật Bản nên khả năng là chắc không về được. Nhưng mà bác ở đây thì bác đã quán xuyến trông lo công trình từ đầu đến giờ đúng không bác? Đã tổng cộng mấy tháng rồi bác? Nếu tính đến bây giờ đến tính bây giờ là 9 tháng. Như cháu nhớ là phải hơn 9 tháng tí. Vâng, vâng. Đấy thì bác cũng nhận là trông lo rất là tuyệt vời luôn. Đấy các bạn nhìn thấy những cái tác phẩm thiết kế của chúng tôi lên ấy. Thì ngoài cái việc mà bản vẽ chi tiết ra rồi thì còn rất là nhờ những cái công như chủ nhà ở đây. Thì bác cũng đọc bản vẽ rất là tốt các bạn. Kết hợp đúng không? Làm đi. Không có cái gì nữa. Đấy, còn bên phòng này là phòng vệ sinh VIP của gia đình. Cái này hình như anh ấy đặt ở bên kia về đấy chứ. Vâng vâng. Bây giờ Nhật đúng không bác? Malai. Cái này vận chuyển bằng gì đấy em? Em cố vận chuyển bằng gì đấy. À, này mạ ít nhỉ? Cái này là chui lên, nó tắm tự động chui lên. Sông hơi ạ. À. Tức là vừa sông hơi, vừa tắm, vừa massage. Cái này đắt không em ơi? 65 triệu. À. Mà sao nó đặt nó vừa khít luôn nhỉ? Các ngày xưa là đàn đo rồi. May là vừa khít luôn. Cái lúc đấy đưa vào là lắp cả hay là nó lắp luôn này bác? Đây này các bạn nhìn thấy này, đây là kính à? Đây là cái gì? Kính kim sa. Đấy, nhìn này, nhìn bên ngoài cứ tưởng là đá. 10 triệu là cả này, cả này cũng tất, đắt luôn. Đây là bác nó uống hết gạch từ trên đầu ngồi luôn. Trên này bác làm phải cao không? Trần thôi, không không không, không phải cao không. À đây bác ấy gắn trần lép ông trần luôn mà. Cái này thì nếu mà nhìn người ngoài nhìn vào thì tưởng phải cao đấy bác. Ok, một cái phòng vệ sinh chung rồi. Rồi đi tiếp đây bên này bác ơi. Đây là khu vực phòng kho. Đây là một thất bác mới mua anh ạ. Bác ơi, ngân nhà đón con đi, ngân ơi. Chào đón cháu đi. Chào đẹp thế. Đón nhà cũng khác lắm. Đón con chim. Đón nhà là gần bữa nào. Đây là gỗ gì bác? Gỗ hũ đấy. Gỗ ạ. Đây nó sơn cái màu này thì rất là vạn cổ anh ạ. Thì đây là mình là một bên thờ là thờ gia tiên. Thờ bên là thờ Phật. Vâng. Đấy. Thì ngày xưa con nhớ như bác bảo nó giữ lại cái bàn thờ là phải đắp phôi rồi. Mua bàn mới rồi. Đây toàn bộ chỗ trên này thì là bác sử dụng và cũng là bên người nó làm rất là cao. Thái cao. Đấy. CNC. Vâng. Ở giữa là CNC hết này. Bên ngoài là thái cao này. Cái này thì nó tính bao nhiêu tiền mét vuông bác? Cái này thì em làm tôi không nắm. À. Đấy. Anh Hoa lên đây quay tiếp. Đấy. Thì chỗ này thì bác mở thêm một cái cửa sổ này rất là lạnh.
Tem trung muối, muối nhập khẩu. Dèm này. Vâng. Đấy. Nó không như dèm kia. Trung muối các bạn nhé. Tức là nếu mà thích thì mình bỏ ra xong to dèm xuống. Đây là khoáng. Đây là khoáng kia. Vâng. Nhưng mà mỗi cái lưới này nó không vào được. Nếu mà mình thích thì bác cho hết lên đi, cả hết lên còn. Đó vừa ấy xong rồi chưa? Đây ông cửa đây là cửa này các bạn này. Đấy. Đấy. Không quá quần. Đấy. Ba tí xong mới kéo vào. Đấy, rất sạch. Thoáng. Ở đây thì bác có mở thêm một cái cửa đối với nhà cũ này. Có hai cái này rồi, bây giờ thay lên này. Đấy. Thay vào cửa này. À, tức là tí nó bỏ cái này đi, thay cái cửa này vào. Thì thằng nhà mới hết thì chẳng nhất để cửa này. Đấy, thì bạn nhìn thấy một không gian phòng thờ rất là đẹp. Đây, anh Hòa đứng ở góc này, anh chụp cho. Đấy. Anh Hòa đứng góc này nhìn cho đây là bây giờ tuyệt vời. Đây đứng góc trong này. Đấy. Thì đây là bác có một cái cửa chính nhá, ở bên kia nhá. Ở đây bác vẫn làm cái cửa, là cửa hai cánh. Đấy, và hai bên là cửa sổ này. Đấy. Rất thoáng đấy, đứng đây cực kỳ thoáng và lấy ánh sáng cho cùng một phòng thờ. Đấy. Ở đây bác vẫn mang cả đèn này, anh Hóa quay đây. Anh Hóa quay chi tiết cái CNC cho mọi người xem, rất độc lạ. Ở đây bác chơi đèn này là cổ luôn. Cái này là như là mua mới. Cái đèn này lớn nha. Đẹp thật. Đấy các bạn nhìn thấy bác đang dùng ánh sáng. Cái này có đèn đổ đèn màu vàng đúng không á? Cái này. Rồi. Trong là led âm trầm. Ok, cùng lên tham quan tiếp khu vực ở bên cạnh. Các bạn đang ngủ không cái này cả. Đây là phòng ngủ của ba. À, cũng tương đương với diện tích của phòng ngủ của ông thôi, nhưng mà được cái là nó cũng tính chất kín. Vâng, đây ngủ đây. Đấy, cũng cửa sổ với sáng này. Đây, vệ sinh đây anh Hoàng. Sinh rất gọn nhẹ ở trong. Nó đương giai đoạn chưa đấy nhé. Vâng. Chưa được hoàn thiện lắm. Rồi, anh đi từ trong vệ sinh ra đi. Thì tôi chia sẻ các bạn ở dưới tầng 1 của công trình ấy là gồm một phòng ngủ đôi cho các cháu, tại vì các cháu hay trách lô đùa lên tầng không gian rộng rãi, một phòng ngủ cho ông, một phòng ngủ cho bà, một phòng thờ, một phòng khách. Đấy, và chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp các phòng tiếp theo nhé. Đi. Đây thẳng xuống đây là khu vực xuống dưới, là bác để lại để bếp ăn xuống dưới các bạn nhé. Bếp không ăn ở bên dưới chứ không ăn ở trong. Tại vì bác có cái công trình bếp không ăn ở cũng rồi bác tặng lại mở ăn đấy. Còn nếu mà các bạn có điều kiện đấy thì có thể là cái bên ban bên cạnh đấy thì chúng ta có thể là xây hẳn một cái bếp rất rộng rãi thoải mái bên đấy thì cực kỳ là đẹp luôn. Đó, anh ngoái chỉ lại cái khu vực lối sang cái nhà cũ này thì bếp không ăn bác cạnh. Và cái điểm đặc biệt ấy, hay của cái nhà này ấy, đó là gì ạ? Chúng ta được giấu cái cầu thang vào góc rất gọn gàng ở xung quanh nhà vệ sinh này. Thì nếu mà khách nào thì họ sẽ không thấy được cái cầu thang đâu cả. Mà rất là gọn gàng. Đó là nó tận dụng được cái vệ sinh này. Đó là vệ sinh. Đây nhá, là tận dụng hai cái vệ sinh. Một cái vệ sinh chung này và một cái vệ sinh cho phòng ngủ khép kín của bà này. Được chưa? Đấy, thì đấy là cái hay của khu vực cầu thang ô xung quanh nhà vệ sinh, hai nhà vệ sinh này. Ở đây là... Trên này thì bác sử dụng là... Cái này là cái gì? Gỗ chứ bác? Đâu? Gạch thảm gỗ. Vâng. Đấy. Giờ anh đi vào trong đi. Đây là phòng ngủ của... Của hai vợ chồng, bác có bật xuống quả đi. Đấy, chắc chưa làm rồi. Đấy.
Đấy, thì các bạn nhìn thấy phòng ngủ đây thì anh làm tận dụng. Chúng tôi thiết kế cho anh tôn vào để làm tủ âm tường. Và cái tủ âm tường ở đây rất rộng rãi thoải mái. À, một không gian rất sang trọng. Đi đây được cái ban công này là tôi rất là thích này. Đấy, chúng tôi thiết kế ban công này làm sao nó đua ra rộng rãi thoải mái. Và đặc biệt là tiết kiệm được cái kho ở đây để đồ đấy chứ, tuyệt vời. Hai bên sau làm cái cửa các anh ạ. Đấy, vẫn này nhá, tôi là 1m7 nhá, vẫn chưa thoải mái và thích để đồ gì trong này thì vẫn hết rồi. Vâng. Cái cửa này trong thiết kế chúng tôi là làm vòng, bây giờ bác cái làm vuông luôn để mở cho nó dễ. Đấy, rất rộng rãi thoải mái. Đây, ngoài chiếu xuống sân thì trong lưu ý nhá. Xuống đi. Các cái chân này luôn. Đấy, anh Hóa thấy chưa? Đứng đây mà nhìn sân vườn thì cái cây cảnh của bác để hết đâu nhỉ? Bên kia. Cho bên kia rồi đúng không? Sau cho lên đẹp. Đấy, các bạn nhìn cái đấu trang trí này. 4 cái đấu của bác ấy là 20 triệu. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Hóa anh Hóa xinh kìa. Nếu mà xem thiết kế của này, chắc đã mua được. May quá là còn mua được. Cái cửa này như là bác vận dụng với những vận dụng. Đấy. Rồi cái cửa cũ bây giờ làm đẹp hết nhỉ, không mài thế này được. Phòng này là bác cấy thêm so với thiết kế của chúng tôi là một cái mái chéo, nó cao hơn so với mái chéo trước. Và bác bảo là hồi thì tận dụng cái này nếu có khách khứa. Đấy, thì bác đây bên trên bác làm mái tôn đúng không? Riêng mỗi cái chỗ này là mái tôn thôi, còn bác bán đây là trần đấy chứ. Và bán là trần nhựa ở đây đó. Và đây là một cái phòng ngủ cho khách, bác mở cửa ở đây. Và đây nữa, có thể là đây sang cái mái nhà cũ, đây như cái gọi là cái bếp của anh ấy. Đây là công trình cũ, bếp của anh bác cải tạo lại. Đây, cửa này bác tận dụng lại thì rất là đẹp, sau xưa PU lại thì tuyệt vời luôn. Đây là cái chỗ nhà cũ phá thì sao bác tận dụng lại cái này đúng không? Đấy, đi tiếp này. Đây là cái vệ sinh chung. Đấy, tức là trên tầng 2 này thì nó chỉ là một cái tum thôi, nhưng mà chúng ta có được một phòng ngủ cho vợ chồng, một phòng ngủ cho khách, một vệ sinh chung và một cái sảnh sân phơi rất là rộng rãi thoải mái. Đó. Còn tất cả các bạn đã thắc mắc là thế thì cái chỗ phơi sóng quần áo ở đâu thì xin thưa các bạn là phơi sóng thì chúng ta sẽ phơi ở dưới tầng 1 nhé. Ok. Và đây là cái lỗ thông bên tum này. Đấy, thì sau mà cần sửa chữa thì làm cái thang. Đấy, trèo lên nha. Trở lên tung vào trên này. Đấy. Rồi, rất rộng ra thoải mái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tham quan công trình một lần nữa từ trên xuống dưới. Quá đẹp rồi. Tắt điện. Tí một con tắt đó. Thôi được rồi. Vâng. Đây thì bác trên cái nhà vệ sinh thì bác đổ cái bàn và tận dụng được một cái cách xếp để nếp biết của cái trong này. Trước bảo là cái bảo là mua thêm cái vệ sĩ là ít mà cũng hạn đấy, không gian rất rộng rãi. Anh Hóa quay từ bên ngoài qua là đấy, tôi tổng kết lại cho mọi người nghe nhé. Đấy, một công trình nhà vườn có thể với một tum gồm có tất cả tổng cộng là bên dưới là một phòng ngủ đôi cho các cháu, một phòng ngủ đông, một phòng ngủ cho bà, và bên trên là một phòng ngủ cho vợ chồng. Đấy, và tầng một thì có một phòng ngủ của bà có được khách kín là một phòng chung, trên thì có một phòng chung. Đấy, và một phòng khách rất rộng rãi và bếp ngay tận dụng công trình là cũ. Bác ơi, cho con hỏi một chút, nếu mà tính cái thời điểm làm nhà thì bác thuê nhân công là bao nhiêu tiền trên mét vuông? 1 triệu mét vuông. Cái mái chéo thì tính hơn trước. Mái chéo là 5 rưỡi. Vâng. 1 triệu rưỡi mét. Vâng. Thế bác cho con hỏi thêm là, thế thì nếu mà hoàn thiện xong hết, con chưa kể sân vườn đấy, chưa kể nội thất, thì khoảng bao tiền? Chưa kể cái tắm tiết này đâu. Vâng. Nó phải chơi cũng phân tỉnh của tình đúng không ạ? Vâng. Vâng. Đấy là nội thất lớn. Nhưng mà sơn xiết rồi đã hết rồi.
Còn tổng diện tích của công trình thì bác có nhớ không? Bác vẫn tính tính không? Dưới tạo là 120 km dưới là 130 đúng không? Đấy. Còn trên nữa là trên tạo thì nó cũng khoảng là nếu mà thực dụng gần 200. Tức là tổng cả tầng 1 và tầng 2 là gần 200 mét vuông sử dụng. Vâng. Còn hai cái chỗ tu này chống nóng thì không sử dụng. Đấy, thì tôi chia sẻ các bạn đây là một công trình thực sự là công trình tổng nguồn mà công ty chúng tôi thiết kế ra là rất ưng ý và được rất là nhiều khách hàng phản hồi và rất thích cái mẫu này, thì chúng tôi review lại để các bạn có thể thấy được là cái tác phẩm sau khi tôi thực tế thì thực sự là đẹp hơn thiết kế rất nhiều các bạn đúng không? Và thực sự là một công trình đáng sống. Tóm lại là cũng có đôi chút nói là nó thiết kế nhưng mà nó tương lại là nó cũng gọi là như nhau. Vâng. Rồi. Thì là bác cái thêm một cái phòng ở tầng trên thôi, không có gì đâu. Vâng. Thì hy vọng rằng là các bạn có thể là tham khảo một công trình nhà vườn để học được cái gì đó hoặc là áp dụng cái gì đó cho công trình tương lai của mình. Tại vì tôi thấy rằng rất là nhiều nhà vội làm, có thể là nhìn một cái mẫu nào đó hoặc là một bác thợ đến để xem một cái mẫu nhà đó rất là vội vàng. Cái việc làm nhà của chúng ta là một cái việc cả đời. Chúng ta bỏ rất là nhiều tiền ở đây, chúng ta nên có sự tham khảo kỹ càng và hy vọng rằng những cái chia sẻ những cái mẫu nhà đẹp của công ty chúng tôi áp dụng trên kênh thì bạn có thể có nhiều lựa chọn để bạn tham khảo. Cần dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp thì cứ alo chúng tôi ở số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video chia sẻ tiếp theo. Vâng, còn cảm ơn bác rất là nhiều về cái chia sẻ của bác.